Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Năm 2022, thực hiện hướng dẫn của Hội nông dân tỉnh, Hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã vận động thành lập nhiều câu lạc bộ nông dân triệu phú, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Không chỉ là sự khẳng định kết quả của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các câu lạc bộ còn là nơi để nông dân giao lưu, chia sẻ, liên kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Ra mắt vào cuối năm 2022 với 18 thành viên là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập một năm trừ chi phí đạt từ 100 triệu đồng trở lên. Đến nay câu lạc bộ nông dân triệu phú huyện Thanh Thủy vẫn duy trì kết nối sinh hoạt đều đặn. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã xây dựng quy chế hoạt động với phương châm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng tới việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động bước đầu đã phát huy hiệu quả rất là vui mừng khi mà được các cấp hội giới thiệu và được tham gia câu lạc bộ, được trao đổi gặp gỡ các anh em cùng làm về mảng chăn nuôi hay là từ qua đó cũng đã hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, học hỏi được nhau về trao đổi với nhau về kinh nghiệm và về thị trường. Sau gần một năm triển khai, toàn tỉnh Phú Thọ đã thành lập được 11 câu lạc bộ nông dân triệu phú và trên 70% câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại các địa phương. Trong đó, nhiều câu lạc bộ đã có những cách làm hay sáng tạo trong việc tập hợp, tạo kết nối giữa các thành viên, hội viên, đóng góp tích cực vào phát triển phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn. Chúng tôi phân ra làm hai ba tổ của ngành nghề khác nhau. Giao lưu hàng hóa trong các tổ thì các ông các bà ấy là sẽ có thể là giới thiệu khách hàng khi mà cái mặt hàng của mình chưa có, giao lưu với nhiều địa phương khác. Chẳng hạn như là định hướng sang tháng 2 tới là cái tổ nghề cá chúng tôi là đi tổ chức một chuyến về Hưng Yên, tức là thăm cái mô hình cá rô phi đơn tính. Dù còn nhiều khó khăn nhưng các câu lạc bộ nông dân triệu phú, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang làm tốt vai trò tập hợp, liên kết nông dân. Đây không chỉ là đầu mối để triển khai các chương trình đề án hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, mà còn là cơ sở góp phần hình thành liên kết tạo chuỗi giá trị hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Theo ước tính hiện nay tổng đàn gia súc chính trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu ước đạt trên 335.000 con, ngoài ra tổng đàn gia cầm của tỉnh ước đạt gần 1,8 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 2.800 tấn, riêng thịt lợn 1.800 tấn. Hiện đang là thời điểm người dân tập trung tái đàn để chăn nuôi hiệu quả. Cùng với chuẩn bị các điều kiện cần thiết về chuồng trại, con giống, các địa phương, hộ chăn nuôi cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng chống dịch bệnh. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi nên lựa chọn con giống tại các cơ sở có uy tín, đã được kiểm dịch động vật, đảm bảo chất lượng để kiểm soát được nguồn bệnh trước khi nhập đàn, tránh gây thiệt hại khi bước vào vụ nuôi mới. Đồng thời, trước khi tái đàn cần tìm hiểu thông tin về thị trường, lượng cung cầu, nơi tiêu thụ sản phẩm để lựa chọn quy mô con nuôi một cách phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm đầu tiên gia đình chị Kim Thị Sinh, xã Hùng Mỹ, trồng dưa chuột theo hình thức liên kết. Vụ vừa qua, gia đình chị Sinh thu hái được 8 đợt dưa, đảm bảo các tiêu chuẩn của đơn vị thu mua về mẫu mã, kích cỡ. Qua quá trình chăm sóc thu hoạch thì là gia đình tôi cũng thấy là cây dưa so với những cái cây trồng khác thì hiệu quả nó cao hơn. Cùng với gia đình chị Sinh ở xã Hùng Mỹ, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất sản xuất phù hợp để trồng dưa chuột chuyên canh. Vụ xuân năm 2022-2023 có gần 200 hecta dưa chuột được người dân trồng ở các chân ruộng thuận lợi về nguồn nước. Huyện đã kết nối mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết sản xuất các cây trồng ngắn ngày. Liên kết sản xuất thực hiện trên cơ sở trao đổi thỏa thuận, người dân sẽ quyết định hình thức và quy mô liên kết. Ngành nông nghiệp và địa phương tham gia chỉ đạo, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật. Hiện nay, tám hợp tác xã có mặt tại huyện Chiêm Hóa thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm đối với dưa chuột và một số nông sản ngắn ngày khác qua một cái năm 2022 chúng tôi đã phát triển rất tốt về bao tiêu sản phẩm mà con rất tin tưởng về đó đã mang lại nền kinh tế thì 2022, 2023 này bà con rất yên tâm và đã mở rộng diện tích và địa bàn trên toàn huyện. Việc liên kết trong sản xuất đã hình thành kênh tiêu thụ mới ổn định trong chuỗi giá trị thông qua loại bỏ bớt khâu trung gian giữa người sản xuất và doanh nghiệp, còn đó góp phần tích cực giúp tăng thu nhập nâng cao đời sống người dân việc liên kết sản xuất ở huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang cũng đã khép lại bản tin tây bắc chuyển động hôm nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt